mặt trong cái phòng của cầu Phật Dương ngày hôm nay. Mình tên là Quyết và mình là một trong những fan mà có mặt rất nhiều tại cầu Phật Dương trong thời gian qua. Nhưng mà trong thời gian hiện tại thì là đầu tiên là phải là do dịch MCOV thì không nhiều điều kiện để quay lại đây. Và hôm nay thì là ngày hôm nay là một ngày mà mình tổ chức cho cái tương lai của mình. Hôm nay là chia sẻ mọi người là hôm nay rất happy và mình tổ chức chụp ảnh cưới cũng đăng ký hôn cho người ngày hôm nay. Bao cả quá luôn. Đấy là xin hôm nay là mình có một vài ca khúc và cũng một vài thành công là để cho cái việc là mình cảm thấy là nó sẽ là một cái memory, nó sẽ là một kỷ niệm cho mình trong buổi ngày hôm nay và hy vọng là các người sẽ ủng hộ mình ngày hôm nay. Rồi, ok. Và tiếp theo thì xin phép là hôm nay mình có xin phép anh Dũng và chị Linh chủ bài hôm nay là tôi sẽ hát ba bài. Rồi. Và nhạc phẩm tiếp theo thì tôi sẽ gửi mọi người một ca khúc được mang tên